Có một gia đình ninja đã xuất hiện từ thời Edo. Bị hiệu Uzu Tengen vì thằng hào nhãn ai có thể thế chỗ. Tốc độ âm thanh quá nhanh, ta liền khiến bọn quỷ phải kề khổ. Thằng liền khét luôn mắt phanh, chưa kịp bất ngờ thanh kiếm đã kề cổ. Tránh một bên để anh làm việc với mấy thằng nhóc long con. Không thể mở miệng hét đam mịt với mấy em gái ngon ngon. Đêm ba xuống mà mấy thằng nhóc vẫn đi long con trong rừng. Cẩn thận vào một ngày nào đó không có một ai trong chừng. Đẹp trai to con lực lượng chắc thứ đàn ông nào cũng cần. Bà vợ bà cỡ đến ra khỏi nhà bị hành riết cũng đần. Mấy đứa đòi gà gẫm chỉ cần lại đâu gần. Khi mà bạn đã cưới bà vợ chúc mừng đã dính án chung thân. Khi bước ra đằng trước thì người phải ngó liền đằng sau. Nhớ mang theo căn cước để không giết nhắm con nhìn mặt nhau. Ta tiễn cái đầu đa kỳ mà nó còn không biết khi nào. Bị mất đi một cánh tay, xác quỷ đang xin chào. Tệ muôn loại ở đây, đấng Inosuke gia đạo. Chắc theo tên tỷ tùng biến chung là tên Bachiro qua lão. Bắt ta bước đi từ cửa chính, nhưng anh đây chỉ thích phá rào. Nếu như đây là một trò chơi, vậy ông đây đã phá đảo. Ta thích len lút đi trên chừng nhà, tung ra thiết kỷ lân rừng không phá. Nếu người muốn ta đây phải vương dạ, vậy thì ông đây liền nói không nhá. Người dám nói ta, ta xuống đê rê môn tử. Nói thêm một tiếng BD cho người ăn đấm sẽ thấy đê mê. Khi người gục xuống sẽ thấy phê phê. Một lần rừng nuôi dạng nên tính cách càng ngày càng ca trớn. Dấu hiệu điên đi khùng khùng của chả muốn ngày có đến vài cơn. Vác theo sông kiếm trên tay bước qua đời người như một huyền thoại. Mang cây đầu heo và đội lên khắc nên tên tuổi người đời truyền lại. Mặc dù ta sống ích kỷ nhưng ở mọi nơi ta đều thích nghi. Lâu lâu quậy phá một chút có thể sẽ bị người ta xích đi. Tâm hồn cô đơn vì ta đã luôn sống một mình vào trước đó. Trái tim có thể di chuyển nhưng không thể nào nhìn thấu được nó. Một trong những ác quỷ là phản diện chính. Sống ở phố đèn đỏ và phải thừa nhận ta đây rất xinh. Hình dạng cô gái trẻ với cái tên là Ume. Chọc mù mắt của Samurai giờ ta vào quỷ và chung phe. Khâu dẫn đai mà ta sở hữu có thể tấn công bất cứ lúc nào. Làm phản diện thì xinh đừng đẹp mà ta thích đẹp thì có làm sao. Bị muốn san xem là trẻ con cách hành xử ta hắn không ưng ý. Huyết quỷ thuật là đai lỗ sắc bén đều mang đậm dấu ấn đa khi. Khi đai tôn lên phần xinh đẹp giúp ta quyến rũ mỗi khi ra trận. Xăm hoa hồng ở trên khuôn mặt đúng hồng nhan thì luôn bại phận. Em gái của Gyutaro ta luôn biết cách nhõng nhẽo với anh trai. Và có lần ta bị thiêu sống khi đâm mù mắt một samurai. Tấn công bất cứ ai ở gần ta, dị ứng với lửa, có kẻ thù sống một ngôi nhà. Nó không có cửa. Mấy trăm năm chờ chết rồi tái sinh dù không có sức mạnh thì coi như vứt cơ thể mọc lại một cách dễ dàng sau khi bị tan Zero chặt đứt. Kẻ sát nhân hàng loạt, ngươi không cần phải kiếm đâu xa xôi. Tự tích thịt và máu của chính mình biến nó thành hình dạng một cặp đấu tay đôi. Bao nhiêu vẫn chưa đủ, trận chiến chưa ngã ngủ. Giết người trong 2 phút sức mạnh sinh ra thì cũng đến đây thôi. Gyutaro đi kèm là sự chết chóc. Mỗi khi ta xuất hiện khiến cho kẻ thù phải phát khóc. Không kẻ nào dám đối đầu ta, ít nhất là chưa thấy lưỡi kiếm bọc chất độc giết người để tăng thêm hiệu quả trong mỗi trận chiến. Không còn là quá khứ đâu thương, luôn sợ cảnh bị mẹ đánh đập. Sinh ra nơi khu phố đèn đỏ luôn phải đối diện những tên nghiện ngập. Bất chấp suốt khoảng thời thơ ấu là những chuỗi ngày dài sai trái, nhưng có một thứ khiến ta tự hào và phải bảo vệ, đó là em gái. Yumi chọc một mắt một samurai bằng cây trong cài tóc, bị thiêu gần chết và vứt ngoài đường. Sao ai cũng bỏ anh đi, hoảng loạn ôm lấy cơ thể em gái. Gyutaro chỉ biết khóc, cả hai sắp chết, may mắn gặp được Duma biến cả hai thành quỷ. Mái tóc màu vàng bay trong gió, càng quét chiến trường là không khó. Tốc độ sấm sét ai bắt kịp, nhưng tính dũng cảm thì không có. Nhiệm vụ là đi tiêu diệt quỷ nhưng lại tập trung đi tán gái. Bản thân sợ hãi nhút nhát khi gặp quỷ chắc chắn sẽ bị đánh bại. Tham gia sát hạch vào đoàn săn quỷ nhưng không biết vì sao mình vượt qua. Chỉ nhớ khi dậy đã được nhận vào quân đoàn cùng với vài người lạ. Các thợ săn quỷ đều sở hữu trong mình nhiều chiêu thức biến hóa khôn lường để lấy đầu quỷ hoặc đạt được nhiều kill nhất. Còn đối với cậu thì chỉ 2 chiêu nhưng lại có sức mạnh kinh khủng. Tuy nhiên chỉ khi mất đi ý thức thì cậu mới có thể dùng tốc độ kinh khủng như là tia chớp, lướt đi một đường có thể clear hết. Ánh sáng chớp lên đầu quỷ sẽ rơi xuống và khi đã ra tay là chỉ có đường chết. Bản tính nhút nhát dù dẻo và yếu đuối nhưng khi đã bật mót là đột xác hết tất cả. Trở về ý thức như tên ngáo ngơ không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người sống sót cuối cùng sau một vụ thảm sát bị hóa thành quỷ, tất cả là do tên mưu gian tàn ác. Mất đi ý thức tấn công tất cả mọi thứ trong tầm mắt, nhờ có anh trai mà ý thức bản thân có thể tự kiểm soát. Có thể nói cô là cô kể đầu tiên tự kiểm soát được bản tính ăn thịt người. Người thương anh trai, bảo vệ anh trai, đổi cả tính mạng cũng vì nụ cười. 2 năm để anh trai cô mạnh lên thì cô cũng tự chịu giấc ngủ dài. Thức giấc thì cùng anh đi phiêu lưu giết quỷ, góp sức khi gặp trở ngại. Thường nằm trong chiếc hộp nhỏ trên lưng anh trai để tránh ánh nắng mặt trời. Có thể thay đổi hình dạng linh hoạt bất cứ khi nào cần dùng tới. Không bao giờ làm vững chân anh trai dù cho có là bất cứ chuyện gì. Tuy là quỷ nhưng là đứa em dễ thương, ai ai cũng yêu quỷ. Sức mạnh chiến đấu của tiểu thuộc hạng top trong sát quỷ đoàn. Dù là quỷ nhưng vẫn giết quỷ vì bản tính là người hoàn toàn. Khi cô ở đây thì đừng ai nghĩ có thể đánh anh trai, vì sức mạnh này có được là để bảo vệ người thân duy nhất còn lại. Lại xuất hiện đó chính là chùm cuối mù gian. Thợ săn quỷ mà gặp được ta thì chỉ một từ là
là rất ngao ngán, luôn xuất hiện ở trong bóng tối. Một trận chiến chỉ để ngồi coi, thợ săn quỷ bao nhiêu đi nữa thì đối với ta chỉ là nhỏ nhoi. Ở trước mặt là Yorichi, nhớ khi xưa ta bỏ chạy đi. Những tế bào đang rất run sợ, báo động nguy hiểm tới các thứ chi. Chỉ một đấm mày sẽ ra đi, đó là một sức mạnh của quỷ. Lũ yếu đuối ra rất khinh thường thì để bọn chúng sống sót làm chi. Hôm nay ta nghe được sự việc phố đèn đỏ đang có trận hay, lót thảm đỏ cho ta đi qua vì là ông trùm của buổi đêm nay. Này Daki, ngươi rất xinh đẹp, hãy tiêu diệt nhỏ Nezuko. Tanjiro thì cũng giết nút trong giấc dòng máu nhà Kamado, nhưng đâu dễ mà đánh bại họ vì tuyệt kỹ hơi thở mặt trời. Hai tường huyền đã phải bỏ mạng trước khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Rồi ngày mới ta lại nghỉ ngơi, nhiều sinh mạng đã phải bốc hơi. Ngày chú quỷ lặng lẽ đi về, bắt đầu hành trình cho trận chiến mới. Nhân vật chính đó chính là ta, Tanjiro. Đứng trước mặt là một tường huyền, nhưng ta mặc kệ cứ thức xông vô. Vác con em là Nezuko, ở trên lưng đi khắp đường phố. Dù là quỷ thì cũng không sợ khi có đủ bộ nhà Kamado. Phố đèn đỏ là kiếp kỹ nữ, cứ nghĩ ta giống như Thúy Kiều. Nhưng đâu ai biết được thân phận ta là kiếm sĩ diệt quỷ rất nhiều. Ngày anh chủ bắt ta đi theo, ba người vợ đang gặp nguy hiểm. Khi phát hiện nơi đây có quỷ, nó cũng là thứ mà ta đang tìm. Một mỹ nhân từ từ bước ra, vẻ hồng hào tới những làn da. Chỉ Daki chứ không ai khác, nét đẹp thân xác của tuổi 13. Rồi thằng anh nó lại bước ra, đó là quỷ chứ không phải ma. Cái lưỡi hái có độc cực mạnh, không thể để nó chạm vào người ta. Dù Yorichi thấp thoáng ở đây, thách chú quỷ mà dám vào nhây. Những động tác nó cứ chậm lại khiến ta uống lượng thoát khỏi vòng vây. Chiếc lưỡi rìu móc vào miệng ta, không vì thế mà ta kêu la. Phun một chém mà ta hy vọng khiến hắn từ quỷ mà trở thành ma.